Chúc mừng bốn con giáp tài lộc ùn ùn kéo về nhà. 7 ngày tới phát tài phát lộc, giàu nứt đố đổ vách. Chào mừng quý vị và các bạn đã quay trở lại kênh Đạo Sĩ Tử Thông. Quý vị thân mến, dân gian xưa có câu đời là vô thường, thế sự thì khó lường. Quả thực trong kiếp con người sẽ chẳng ai đoán biết được cái điều gì đó xảy ra vào trong ngày mai. Cuộc sống và vạn vật xung quanh chúng ta thì cứ từng giờ từng phút luôn biến đổi theo không gian thời gian. Không có bất kỳ cái sự vật hiện tượng nào là tồn tại vĩnh viễn và mãi mãi. Đó chính là vô thường. Và ngày hôm nay, cuộc sống của chúng ta sẽ có thể đang vui vẻ, hạnh phúc, tiền bạc đủ đầy. Nhưng ngày mai cũng có thể mất trắng bởi một cái tai ương nào đó xảy ra. Cũng chẳng ai nghĩ rằng ngày hôm nay mình đang khổ cực, vất vả. Dưới cái nắng, dưới trời mưa kiếm từng đồng tiền để nuôi sống gia đình. Ngày mai lại có thể ngồi trên ô tô hạng sang. Ở nhà lầu có kẻ hầu người hạ. Cuộc sống này luôn mang đến cho chúng ta những bất ngờ và không gì là không thể xảy ra. Theo các thầy tử vi phương Đông có dự báo về cái vận mệnh của những con giáp, về cái thông tin ngày tháng năm sinh và giờ sinh cùng với cái sự dịch chuyển của các vì sao, thì thấy rằng trong 7 ngày tới, từ ngày 26 tháng 12 đến ngày 2 tháng 1 âm lịch, có những con giáp được rất nhiều cát tinh chiếu mệnh mà gặp được nhiều cái may mắn, được thần tài chen chân chờ ban cho cái vận may bất ngờ và được cả thiên địa nhân cùng chứng mà phất lên như diều gặp gió. Vậy con giáp may mắn đó là những con giáp nào và cái vận may nào sẽ đến với họ trong 7 ngày tới? Làm thế nào để quý vị có thể tận dụng được triệt để những cơ hội nó mang tới? Tất cả những điều này sẽ đều được Tử Thông chia sẻ cùng quý vị và các bạn trong video ngày hôm nay. Thưa quý vị, trong 7 ngày tới, tức là từ ngày 26 tháng 12 âm lịch đến ngày 1 tháng 2 âm lịch năm 2024, nó sẽ rơi vào ngày 5 tháng 2 dương lịch đến ngày 11 tháng 2 dương lịch, thì chúng ta sẽ có 4 con giáp cực kỳ may mắn tài vận hanh thông. Xin được chúc mừng 4 con giáp tài lộc ùn ùn kéo về nhà trong 7 ngày tới, phát tài phát lộc, giàu nứt tường đổ vách. Thưa quý vị, con giáp may mắn đầu tiên mà Tử Thông muốn chia sẻ cùng quý vị và các bạn đó là những người tuổi Dần. Quý vị thân mến, trong 7 ngày tới, từ ngày 26 tháng 12 đến ngày 2 tháng 1 âm lịch năm 2023, thì những người tuổi Dần được thần tài mỉm cười, được cát tinh chiếu mệnh, cả đời sẽ được giàu sang phú quý, không biết khổ là gì. Thưa quý vị, trong 7 ngày tới thì những người tuổi Dần sẽ đón nhiều cái tin vui về cái mặt tài lộc. Con giáp này sẽ gặp nhiều cái may mắn trong nhiều chuyện, nhất là cái chuyện tiền bạc. Bản mệnh không cần phải lo lắng quá nhiều mà vẫn có điểm báo về cái mặt tiền bạc, nó cứ ùn ùn nó kéo đến. Trong 7 ngày tới đây thì cái cơ hội đầu tư kinh doanh sẽ mở ra rất nhiều với những người tuổi Dần. Tuy nhiên, bản mệnh không được khinh suất mà cần phải bình tĩnh. Cơ hội đi kèm với những cái sự mạo hiểm, tốt nhất là quý vị nên kiểm tra lại những cái thông tin cần thiết, xác thực rồi mới tiến hành. Nói chung ấy, trong cái tuần này ấy, thì cái tài lộc sẽ không ngừng đổ về túi của những người tuổi Dần. Các bạn làm gì cũng sẽ thuận lợi hơn rất là nhiều. Đó là cái điều may mắn mà không phải ai cũng có được. Nó cho thấy những người tuổi Dần là những con giáp phát tài phát lộc. Nói chung trong 7 ngày tới thì cái điểm báo về tử vi cũng cho thấy những người tuổi Dần có đầu tư thì có lợi, nhất là trong lĩnh vực liên quan đến nhà đất, bất động sản. Nói chung ấy, những người tuổi Dần trong một vài ngày tới đây cũng sẽ có nhiều cái thay đổi đấy, trong cái công việc. Nhưng nó theo chiều hướng là có lợi, thuận lợi. Tài chính thì cũng rất thoải mái, không có gì phải ưu tư hay là buồn phiền. Bên cạnh đó, cái chuyện tình cảm cá nhân của những người tuổi Dần trong 7 ngày tới thì cũng thuận lợi. Công việc vẫn tiến triển theo chiều hướng tích cực. Quý vị lưu tâm. Đấy, trong thời gian này cũng có kẻ tiểu nhân ghen ghét đố kỵ, nói lời xúc xiểm. Thêm nữa, cái chuyện tình cảm của những người tuổi Dần thì nói chung ấy cũng chưa có gì là dứt khoát trong thời điểm này. Đôi khi cũng làm quý vị phiền lòng bận tâm. Những người tuổi Dần đã giữ được cái sự thăng bằng về cái mặt tiền bạc nhờ cái sự may mắn bất ngờ nó mang đến trong công việc làm ăn. Cái công việc thì tiến triển đều đặn và luôn có quý nhân phù trợ giúp đỡ. Đấy, vậy nên là những người tuổi Dần sẽ được vui vẻ trở lại. Trong thời gian này, tuy công việc nó vẫn tiến triển tốt đẹp, tiền bạc vẫn gì đều đều, nhưng mà vẫn còn nhiều cái lo lắng với những người tuổi Dần đó.
Vậy nên là quý vị đôi khi cũng cần phải lưu tâm một chút và đưa ra được những quyết sách đúng đắn. Nhờ vào cái thực lực của mình ấy, nên là những người tuổi Dần cũng biết nắm bắt lấy cái thời cơ. Tuy nhiên, trong thời gian này quý vị cũng cần phải củng cố thêm cái kiến thức chuyên môn thì nó sẽ mang lại nhiều cái may mắn có lợi hơn đối với những người tuổi Dần. Và để gia tăng thêm cái may mắn, gia tăng thêm cái tài lộc cho mình ấy, thì những gia chủ tuổi Dần hãy luôn nhớ mang theo bên mình một cái vòng tam hợp quý nhân Dần Ngọ Tuất để được trợ mệnh hộ thân. Vòng đã được các thầy khai quang chỉ chú và xem ngày sử dụng theo tuổi của gia chủ. Vậy nên quý vị hoàn toàn yên tâm khi sử dụng. Quý vị liên hệ trực tiếp với số điện thoại 0989 34 9119 để thỉnh cái vòng tam hợp quý nhân mang lại cái may mắn tài lộc trọn đời cho những người tuổi Dần. Bên cạnh đó, những người tuổi Dần thì có thể hợp tác làm ăn với những người tuổi sau đây để được tài vận như ý và công việc thì được hanh thông thuận lợi. Thưa quý vị, tuổi Dần mà làm ăn với những người tuổi Tý thì cũng không tốt cho lắm. Nó nhanh chóng bị tiêu tan và gặp nhiều thất bại. Còn với những người tuổi Sửu thì nếu hợp tác với những người tuổi Sửu thì cái việc kinh doanh sẽ gặp nhiều cái thất bại bởi những người tuổi Dần không chấp nhận được cái thái độ duy vật chất của những người tuổi Sửu. Trước sau gì thì cũng sẽ tan rã. Những người tuổi Dần mà kết hợp với những người tuổi Dần thì cái sự hợp tác cũng không được tốt cho lắm. Bởi vì cả đôi bên thì đều có những cái khuyết thiếu, khuyết điểm, cái thái độ khinh suất đấy cũng sẽ gì khiến cho công việc kinh doanh buôn bán của những người tuổi Dần ấy, thì cũng lại gì dễ bị tiêu tan. Tiếp theo là những người tuổi Dần mà kết hợp với những người tuổi Mão thì nó cho thấy trong thời gian này thì có thể là gì đôi bên có thể làm cộng sự với nhau do là cục diện tam hội là Dần Mão Thìn là tam hội. Vậy nên những người tuổi Dần sẽ cảm thấy có lợi cho mình nên nguyện ý hợp tác. Nhưng những người tuổi Mão thì lại nên cẩn thận một chút bởi những người tuổi Dần tính tình không được bình thường cho lắm. Với những người tuổi Thìn thì khi mà kết hợp với những người tuổi Dần ấy thì sẽ gì đạt được cái hiệu quả khá là cao bởi cả hai cùng có năng lực làm việc, lại có cái sự tự tin, tin tưởng, tín nhiệm lẫn nhau, cùng nhau phát triển nhiều cái phương diện khác nhau. Đó. Bên cạnh đó thì cũng sẽ mang lại nhiều cái may mắn cho những người tuổi Dần. Tiếp theo là kết hợp với những người tuổi Tỵ. Những người tuổi Tỵ thì nói chung hợp tác thì cũng không tốt, dễ tan vỡ. Còn với những người tuổi Ngọ thì những người tuổi Dần mà kết hợp với những người tuổi Ngọ được cục diện tam hợp Dần Ngọ Tuất. Vậy nên là gì? Khi mà hợp tác với những người tuổi Ngọ thì những người tuổi Dần thì sẽ có được nhiều cái may mắn, hanh thông, thuận lợi. Kết hợp với những người tuổi Mùi ấy, thì có thể nhưng mà thì cũng không được lâu dài. Với những người tuổi Thân ấy, thì quý vị có thể tiến hành hợp tác với những người tuổi Dần thì sẽ bị cục diện là Dần Thân tương xung cũng không là tốt. Bên cạnh đó, những người tuổi Dần mà kết hợp với những người tuổi Dậu thì cũng gì cũng không có lợi cho đôi bên. Đôi bên thường xuyên có những cái ý kiến bất đồng và thường xuyên xảy ra những chuyện tranh cãi, mâu thuẫn. Nếu mà có thể hợp tác thì cũng khó đảm bảo được cái lợi ích công bằng của hai bên. Tiếp theo là những người tuổi Dần mà kết hợp với những người tuổi Tuất thì nói chung ấy là có thể hợp tác, nhưng cái mối quan hệ giữa họ là gì? Là tam hợp quý nhân tương trợ giúp đỡ. Nên là công việc làm ăn kinh doanh buôn bán trên bất kỳ cái lĩnh vực nào thì cũng thể là gì được có lợi cho đôi bên. Tiếp theo là với những người tuổi Hợi thì với những người tuổi Hợi được cục diện là Dần Hợi là nhị hợp, là cái cục diện lục hợp nó che chở. Nói chung ấy, thời gian dài khi mà kết hợp sẽ thì có nhiều được cái lợi ích đó. Dù những người tuổi Dần luôn có cái thái độ hướng ngoại đấy, còn những người tuổi Hợi thì không, nhưng mà đôi khi ấy, chính cái người tuổi Dần lại sẽ giúp cho những người tuổi Hợi có những cái bứt phá thành công nhất định. Khi mà hợp tác kinh doanh thì những người tuổi Dần cũng kết hợp lưu ý đấy để có được cái thành công viên mãn đến với mình. Kính thưa quý vị, nếu như mà hàng ngày bạn đã dành ra rất nhiều thời gian của mình để lướt Facebook, lướt YouTube thì tại sao không dành thời gian quý báu đó dành cho mình những cái lời khuyên hữu ích? Thưa quý vị, đó là con giáp may mắn đầu tiên là những người tuổi Dần trong 7 ngày tới. Tiếp theo con giáp may mắn thứ hai mà Tử Thông muốn chia sẻ cùng quý vị và các bạn trong 7 ngày tới không ai khác đó chính là những người tuổi Ngọ. Thưa quý vị, những người tuổi Ngọ trong 7 ngày tới sẽ giàu sang may mắn, cuộc đời như được trải sẵn cái thảm đỏ, nhận được nhiều cái may mắn, thần tài phát lộc bất ngờ thu tiền về tay. Quý vị thân mến, trong 7 ngày tới của những người tuổi Ngọ thì tiền bạc đổ về túi của con giáp này. Cả thu nhập chính và cái thu nhập phụ đều được gia tăng một cách đáng kể. Tuy nhiên, đôi khi các bạn sẽ trở nên sốt ruột khi mà thấy trong thời gian này thì gì khi mà bắt tay vào làm nhưng vẫn chưa thấy tiền đâu. Những người tuổi Ngọ đã dốc hết lòng về công việc, nhờ thế mà các khoản lương thưởng cũng sẽ được tăng lên đáng kể.
Thì ngoài ra những người tuổi Ngọ còn chăm chỉ làm thêm rất nhiều việc, việc này việc kia, dẫn đến cái thu nhập của những người tuổi Ngọ cũng có phần rủng rỉnh hơn, thoải mái hơn, chi tiêu theo ý của mình mà không cần phải suy nghĩ quá nhiều. Nói chung ấy, trong thời gian này thì nếu mà những người tuổi Ngọ mà theo nghiệp kinh doanh buôn bán thì cũng cần phải chuẩn bị cho mình cái tinh thần thép, bởi cái cơ hội kiếm tiền nó cũng có, nhưng mà cái áp lực nó cũng tăng lên rất là lớn. Chỉ cần sai sót một chút thôi thì có thể là có những cái biến đổi khiến cho công sức vất vả của các bạn sẽ trở thành mây khói. Dù có những lúc mà những người tuổi Ngọ cảm thấy mệt mỏi, nhưng mà nghĩ về tương lai phía trước thì những người tuổi Ngọ lại cố gắng nhiều hơn. Không phải lúc nào cũng có được những cơ hội kiếm tiền như vậy, nên là con giáp này cũng không ngại khó khăn, không quản ngại cái điều gì. Đấy. Nói chung là với cái công sức của mình ấy, để đạt được những cái mục tiêu mà mình muốn dành đến. Có điều, tiền bạc tuy nhiều nhưng mà cũng thì không thể mua được cái sức khỏe. Bản mệnh cũng nên tìm cách cân bằng lại giữa công việc và cái cuộc sống. Có sức khỏe tốt thì tinh thần làm việc mới tốt, năng suất làm việc mới tăng cao được. Vì vậy, quý vị cũng cần phải gì? Đừng vì cái lợi trước mắt mà để mình mất đi những cái gì tươi đẹp đang chờ đợi ở phía trước. Thì để gia tăng thêm cái may mắn tài lộc cho mình ấy, thì những người tuổi Ngọ hãy luôn nhớ mang theo bên mình một cái vòng tam hợp quý nhân Dần Ngọ Tuất để trợ mệnh ngộ thân. Vòng đã được các thầy khai quang chỉ chú và xem ngày sử dụng theo tuổi của gia chủ. Vậy nên quý vị hoàn toàn yên tâm khi sử dụng. Khi mang theo vòng tam hợp bên mình thì sẽ được quý nhân tương trợ giúp đỡ, giúp hòa hợp các mối quan hệ trong cuộc sống, hóa giải những xung sát, những thị phi, những hạn tiểu nhân ám hại. Từ đó sẽ giúp cho công việc được hanh thông thuận lợi, tiền bạc tài lộc cũng sẽ ùn ùn kéo đến. Vòng đã được các thầy khai quang trì chú, quý vị có thể liên hệ trực tiếp với số điện thoại 0989 34 9119 để thỉnh cái vòng tam hợp quý nhân mang lại cái may mắn tài lộc trọn đời cho những người tuổi Ngọ. Thưa quý vị, bây giờ chúng ta cùng xét về chi tiết những người tuổi Ngọ. Đầu tiên là những người tuổi Canh Ngọ sinh năm 1990, năm nay là 31 tuổi. Thì những người tuổi Canh Ngọ cũng giữ được cái sự cân bằng về tiền bạc nhờ vào cái sự may mắn nhỏ nó bất ngờ nó mang đến trong cái công việc. Công việc làm ăn thì tiến triển đều đặn và có quý nhân lưu tâm giúp đỡ, và từ đó cái tình cảm lại được gì? Được vui vẻ và hòa thuận hơn. Tiếp theo là những người tuổi Mậu Ngọ sinh năm 1978 thì vẫn còn những cái trục trặc, những cái trở ngại, những cái vất vả trong công việc làm ăn. Nói chung cái công việc thì cũng chưa giải quyết dứt điểm được trong thời gian này. Tuy nhiên về tài lộc thì cũng tương đối là hiệu quả, có những cái dấu hiệu khả quan. Trong thời gian này thì quý vị cũng để nói chung là cũng gặp nhiều cái sự thay đổi trong công việc. Tiếp đến là những người tuổi Bính Ngọ. Trong thời gian này thì những người tuổi Bính Ngọ sinh năm 1966 ấy, thì sẽ gặp nhiều cái sự phiền hà rắc rối vì không cẩn thận về giấy tờ, cũng sẽ không chú tâm vào cái công việc tiền bạc. Đấy. Vì thế mà tiền bạc cũng còn hao tốn về những cái chuyện không đâu vào đâu. Đấy. Nhưng mà gì? Cái vận trình tài lộc thì cũng vẫn gì? Vẫn đều đặn. Tiếp theo là tuổi Giáp Ngọ sinh năm 1954. Thì trong thời gian này những người tuổi Giáp Ngọ vẫn còn gì? Đôi lúc chưa được thuận lợi cho lắm. Dù mưu toan dự tính chuyện gì mới hay là cũ thì quý vị cũng đều có những cái sự thay đổi lớn. Những người tuổi Ngọ cần phải gì? Mềm mỏng để giữ cho cái gia đình được yên vui, hạnh phúc và giữ cho sức khỏe của mình được gì? Cải thiện trong cái thời gian tới đây. Những người tuổi Ngọ có trực giác rất tốt trong công việc, rất có quyết đoán, dám làm, dám chịu, cũng có thể kinh doanh độc lập. Tuy nhiên, những người tuổi Ngọ thì cũng khá là nôn nóng, nếu mà hợp tác thì khó có thể phát huy được cái ưu thế của bản mệnh. Những người tuổi này không giỏi xử lý cái vấn đề, nên là muốn thành công ấy, thì cần phải có sự giúp đỡ. Vậy thì những người tuổi Ngọ nên hợp tác với những người tuổi nào? Sau đây Tử Thông sẽ chia sẻ cùng quý vị và các bạn. Thì đầu tiên những người tuổi Ngọ kết hợp với những người tuổi Tý thì cái việc hợp tác nó không tốt, đôi bên nó thường xảy ra những chuyện ghen ghét lẫn nhau, chưa kể là có mưu tính hãm hại đối phương. Với những người tuổi Sửu thì hợp tác với những người tuổi Ngọ thì cũng khá là ăn ý, cả hai sẽ có sự trung thành trong công việc, chăm chỉ cộng tác với nhau, cái sự nghiệp thì cũng sẽ có nhiều cái đột phá. Nhưng Sửu và Ngọ lại là lục hại, nên là gì, đôi khi quý vị cũng cần phải hết sức lưu tâm. Tiếp theo là với những người tuổi Dần thì tuổi Ngọ và tuổi Dần được cục diện là gì, tam hợp Dần Ngọ Tuất nó trợ mệnh. Vậy nên là gì, cũng có thể hợp tác, đôi bên đều có những sự tính toán cho riêng mình. Nhưng mà nếu kết hợp ấy, thì những người tuổi Ngọ và những người tuổi Sửu ấy thì sẽ tạo thành một cái cặp đôi có lợi thế. Tiếp đến là tuổi Ngọ kết hợp với những người tuổi Mão thì có thể xem người tuổi Mão ấy, thường hay bất cẩn
Nhưng mà những người tuổi Ngọ có thể chấp nhận được cái điều này. Nói chung ấy, tuổi Ngọ thì Ngọ và Mão là tương hại, nên là cái cục diện hợp tác nó cũng không được lâu dài. Tiếp đến là tuổi Ngọ với tuổi Thìn. Thì tuổi Ngọ với tuổi Thìn có thể hợp tác trong cái khoảnh khắc ngắn đấy, tuyệt đối không nên hợp tác trong những việc đại sự. Hơn nữa, thời gian dài cũng sẽ khiến cho những mâu thuẫn nó xảy ra đó. Tiếp theo là những người tuổi Ngọ kết hợp với những người tuổi Tỵ. Bên cạnh đó thì nói chung ấy, cũng được tuổi Tỵ và tuổi Ngọ làm ăn với nhau cũng khá là tốt, do được cục diện là Tỵ Ngọ Mùi là tam hội. Nói chung với những người tuổi Ngọ và những người tuổi Tỵ thì đều thích hợp cộng tác làm việc với nhau. Những người tuổi Tỵ thì giỏi về cái việc mưu lược kế sách, những người tuổi Ngọ lại gì đối với công việc hợp tác. Bên cạnh đó, những người tuổi Ngọ lại giỏi cái việc là hợp tác, vì vậy không có lý do gì là không thành công. Tiếp theo là tuổi Ngọ hợp tác với tuổi Ngọ, nói chung trong thời gian này thì cũng không được tốt cho lắm, vì tuổi Ngọ lại rơi vào cục diện tự hình, nên là đôi bên cũng sẽ dễ dàng nói chung là gặp phải những cái khúc mắc, những cái bế tắc. Tiếp đến là tuổi Ngọ kết hợp với những người tuổi Mùi. Thì Ngọ Mùi là cục diện lục hợp. Nói chung ấy thì khi mà hợp tác thì cũng sẽ có nhiều cái thuận lợi hanh thông. Những người tuổi Ngọ có tài năng, khi kết hợp với những người tuổi Mùi thì lại gì gặp được quý nhân tương trợ giúp đỡ, nên là cũng sẽ có vô vàn cái may mắn nó kéo đến với những người tuổi Ngọ. Tiếp theo là những người tuổi Ngọ kết hợp với những người tuổi Thân. Thưa quý vị, những người tuổi Ngọ mà kết hợp với những người tuổi Thân ấy, thì những người tuổi Ngọ biết rõ nếu mà hợp tác với những người tuổi Thân thì chính mình luôn phải chịu thiệt thòi, nên là chắc chắn sẽ không đồng ý hợp tác với những người tuổi Thân. Hơn nữa, những người tuổi Thân thì cũng khá thông minh và có khả năng chi phối cái lập trường của những người tuổi Ngọ. Vậy nên là gì, đôi bên thì cũng gì cũng khá là nhiều toan tính khi mà hợp tác. Tiếp theo, những người tuổi Ngọ kết hợp với những người tuổi Dậu thì là cục diện là tương phá, nó cũng không được tốt, vì những người tuổi Dậu thì thường hay ỷ lại vào những người tuổi Ngọ, và những người tuổi Ngọ lại không chấp nhận cái sự ung dung nhàn hạ của những người tuổi Dậu, nên mối quan hệ này cũng rất sớm bị tan rã. Tiếp đến là những người tuổi Ngọ mà kết hợp với những người tuổi Tuất thì đây là một cái mối quan hệ hợp tác tốt cho đôi bên, nhưng mà cần phải tập trung hơn vào công việc và đề cao cái sự nghiệp. Những người tuổi Ngọ và những người tuổi Tuất được cục diện tam hợp Dần Ngọ Tuất, khi mà kết hợp với nhau sẽ được quý nhân tương trợ giúp đỡ, công việc thì hanh thông thuận lợi, tiền bạc tài lộc cũng sẽ dễ dàng kéo đến hơn. Và cuối cùng là những người tuổi Ngọ mà kết hợp những người tuổi Hợi. Là thưa quý vị, Ngọ và tuổi Hợi thì khó có thể hợp tác được với nhau, sẽ khiến cho cái cuộc sống của hai người cũng sẽ gặp nhiều cái khó khăn. Hơn nữa gì, cái những người tuổi Hợi thì tuyệt ở Ngọ, nên là gì, khi mà hợp tác nó sẽ rất dễ lâm vào những cái bế tắc, khiến cho hai người rất thì sẽ khó hợp tác với nhau hơn. Thưa quý vị, đó là những người tuổi Ngọ con giáp may mắn thứ hai trong 7 ngày tới. Quý vị thân mến, tiếp theo Tử Thông sẽ chia sẻ cùng quý vị và các bạn về con giáp may mắn thứ ba. Con giáp nằm top 3 trong danh sách những con giáp may mắn nhất trong 7 ngày tới, từ ngày 26 tháng 12 đến ngày 2 tháng 1 âm lịch ấy, thì không ai khác đó chính là những người tuổi Dậu. Thưa quý vị, trong 7 ngày tới thì những người tuổi Dậu mang lại cái tinh thần lạc quan, từ đó nó có nhiều cái cơ hội may mắn sẽ tìm đến với những người tuổi Dậu. Thần tài sẽ ban cho cái tài lộc đấy, đổi đời giàu sang. Thưa quý vị, các chuyên gia tử vi học cũng dự báo những người tuổi Dậu trong cái tuần mới này, từ ngày 26 tháng 12 âm lịch đến ngày 2 tháng 1 âm lịch ấy, thì con đường tài lộc cũng được khởi sắc rõ rệt. Quý nhân thì luôn ở bên cạnh nâng đỡ, trợ giúp mỗi khi mà quý vị gặp khó khăn. Chính vì thế mà những người tuổi Dậu này ấy, làm đâu thì chúng đó chẳng gặp phải những trở ngại gì. Trên con đường đi đến thành công thì bản mệnh đã từng mất rất nhiều cái thời gian để mò mẫm, để tìm kiếm một cái con đường đúng đắn cho mình, nhưng mà cũng không thực sự được thuận lợi cho lắm. Quý nhân chỉ lối dẫn đường trong cái thời gian này sẽ giúp cho những người tuổi Dậu nhanh chóng chạm tay vào cái mục tiêu của mình. Đặc biệt, cái thời điểm đầu tuần đấy là cái thời điểm tốt nhất để cầu tài lộc và ký kết được những hợp đồng lớn đó. Trong thời gian này thì quý vị cũng có thể khai trương khởi nghiệp, thì cũng sẽ gặp được nhiều cái điều may mắn. Quý vị đừng để cho mình bị hoảng loạn bởi gì những khoản tiền quá lớn đang đổ vào túi trong cái thời gian này. Bên cạnh đó, quý vị cũng cần phải là gì quản lý tiền bạc tốt, sớm muộn gì thì cũng sẽ gì đạt được cái kết quả thành công như ý, viên mãn. Vậy nên những người tuổi Dậu hãy lập một cái kế hoạch rõ ràng ngay từ bây giờ để chuẩn bị đón tài lộc sắp tới trong 7 ngày tới, từ ngày 26 tháng 12 đến ngày 2 tháng 1 âm lịch.
Và để gia tăng thêm cái vận may, gia tăng thêm cái tài lộc cho mình ấy, thì những người tuổi Dậu hãy luôn nhớ mang theo bên mình một cái vòng tam hợp quý nhân Tị, Dậu, Sửu để trợ mệnh hộ thân. Vòng đã được các thầy khai quang, chỉ chú và xem ngày sử dụng theo tuổi của gia chủ. Vậy nên quý vị hoàn toàn yên tâm khi sử dụng. Khi mang theo vòng tam hợp quý nhân bên mình thì sẽ được quý nhân tương trợ giúp đỡ, giúp hòa hợp các mối quan hệ trong cuộc sống, hóa giải những xung sát, những thị phi, những hạn tiểu nhân ám hại. Từ đó sẽ giúp cho công việc của những người tuổi Dậu được thuận lợi, hanh thông. Khi mà tiểu nhân không còn thì công việc nó cũng sẽ được trôi chảy, thuận lợi. Và tiền bạc, tài lộc nó cũng sẽ ùn ùn kéo đến với những người tuổi Dậu, giúp cho những người tuổi Dậu có được một cái Tết 2024 ăn Tết giàu to. Đấy. Vòng đã được các thầy khai quang, chỉ chú và xem ngày sử dụng theo tuổi của gia chủ. Quý vị liên hệ trực tiếp với số điện thoại 0989 34 9119 để thỉnh cái vòng tam hợp quý nhân mang lại cái may mắn tài lộc trọn đời cho những người tuổi, cho những người tuổi Dậu. Thưa quý vị, vậy thì trong những người tuổi Dậu thì con giáp nào là con giáp may mắn nhất? Đấy, Ất Dậu, Đinh Dậu, Kỷ Dậu hay là Quý Dậu? Xin mời quý vị và các bạn cùng tiếp tục theo dõi. Đầu tiên chúng ta cùng xét là những người tuổi Quý Dậu sinh năm 1993. Quý vị thân mến, những người tuổi Quý Dậu sinh năm 1993 ấy, thì có đủ cái sự tự tin. Đấy. Và trong thời gian này, 7 ngày tới đây thì cũng có nhiều cái tin vui của bạn bè hoặc là của người thân từ xa gửi về, gửi cho những cái tài lộc, gửi cho những cái may mắn. Đấy. Quý vị sẽ gặp may mắn, công việc làm ăn thì cũng gì đều gặp được những cái suôn sẻ thuận lợi, tình cảm cá nhân thì có những cái tiến bộ đáng kể trong thời gian này. Tiếp theo là những người tuổi Tân Dậu sinh năm 1981. Thì trong cái 7 ngày tới đây thì những người tuổi Tân Dậu có nhiều cái chuyện vui trong gia đình, trong dòng họ. Tuy lúc này còn gặp khó khăn về tài chính nhưng mà lại được quý nhân cũng như là những người thân giúp đỡ, công việc thì cũng đã gì hòm hòm và gì cũng sẽ được hanh thông thuận lợi hơn. Tiếp theo là những người tuổi Kỷ Dậu sinh năm 1969. Thì những người tuổi Quý Dậu trong thời gian này cũng không nên lo lắng thái quá về cái chuyện tiền bạc hao hụt bất ngờ nó xảy ra. Vì tài chính kiếm được thì vẫn tương đối là khá. Công việc vẫn gì hanh thông thuận lợi và thoải mái. Trong thời gian này thì những người tuổi Quý Dậu cũng có nhiều tin vui của người thân, của bạn bè ở xa. Tiếp theo là những người tuổi Đinh Dậu sinh năm 1957. Thưa quý vị, những người tuổi Đinh Dậu thì sẽ được may mắn về vận trình tiền bạc, sức khỏe thì cũng khá là tốt. Quý vị trong thời gian này cũng có những cái món tiền đấy do người thân, con cái hoặc là bạn bè gửi về. Bên cạnh đó thì sức khỏe của quý vị nói chung là cũng tuy không được như ý nhưng mà cũng không đến nỗi là quá trầm trọng. Những người tuổi Đinh Dậu cẩn thận khi đi xa ấy, thì cũng nên gì bảo con cái hoặc là gì nên gọi xe taxi chứ không nên tự mình lái xe, kẻo lại rất khó có thể là gì hanh thông được thuận lợi. Thưa quý vị, đó là vận trình của những người tuổi Dậu. Như quý vị đã biết ấy, thì những người tuổi Dậu giỏi về cái việc đoán biết trước tương lai, trong việc kinh doanh buôn bán thì lại khá nhạy bén. Nhưng mà tính tình dễ bị thay đổi. Hơn nữa, cái khả năng chịu đựng của những người tuổi Dậu cũng không được tốt. Vậy nên muốn công việc kinh doanh đạt được cái hiệu quả cao nhất thì quý vị nên chọn những cái đối tác, chọn được dịp những người sẽ giúp mình làm được cái việc đó. Vậy thì những người tuổi Dậu sẽ hợp tác kinh doanh làm ăn hợp với tuổi nào nhất? Ngay sau đây Tử Thông sẽ chia sẻ cùng quý vị và các bạn. Thưa quý vị, đầu tiên chúng ta cùng xét tuổi Dậu kết hợp với tuổi Tý. Thì quý vị biết đấy, Tý và Dậu là cục diện là tương hình. Vậy nên ấy là trong thời gian này khi mà hợp tác với nhau ấy thì cả hai cùng không có khả năng ứng biến trên thương trường. Với những người tuổi Sửu thì những người tuổi Dậu và Sửu kết hợp với nhau thì được quý nhân tương trợ giúp đỡ. Vậy nên công việc cũng sẽ gì gặp nhiều cái thuận lợi hanh thông. Đôi khi có những cái suy nghĩ trái chiều đấy. Nhưng mà ấy, những người tuổi Sửu và những người tuổi Dậu khi kết hợp với nhau ấy, thì sẽ được gì thời thế nó ủng hộ và sẽ có được nhiều cái may mắn thuận lợi trong thời gian này. Vì thế mà cái công việc hợp tác làm ăn ấy, thì nó cũng sẽ gặp rất nhiều cái lợi thế khiến cho công việc được hanh thông và tiền bạc cũng từ đó mà cứ ùn ùn kéo đến với những người tuổi Dậu. Tiếp theo, những người tuổi Dậu mà kết hợp với những người tuổi Dần thì Dậu và Dần sẽ cảm thấy mệt mỏi đấy khi mà kết hợp với nhau, do là gì Dần nó tuyệt ở Dậu, vậy nên là gì cũng sẽ gặp nhiều cái bế tắc, gặp nhiều khó khăn, gặp nhiều trắc trở trong công việc kinh doanh buôn bán làm ăn. Tiếp đến là Dậu kết hợp với Mão thì quý vị biết đấy, Tý Ngọ Mão Dậu là cục diện tứ hành xung, hợp tác là không thể bởi những người tuổi Dậu có cái nhìn sâu sắc. Những người tuổi Mão mà chấp nhận hợp tác thì chắc hẳn họ đã gì có một cái mục đích khác với những người tuổi Dậu.
Hơn nữa, cục diện Mão Dậu tương xung nên là có đến với nhau thì cũng không được lâu dài. Tiếp đến là những người tuổi Thìn, Thìn Dậu là cục diện nhị hợp. Thì khi những người tuổi Mão mà kết hợp với những người tuổi Thìn ấy, thì dễ có được cái sự thịnh vượng, có được cái sự thành công. Nhưng mà từ cái sự thịnh vượng ấy cũng sẽ gì khiến cho những người tuổi Dậu ấy cũng phải chịu cái trách nhiệm, chịu cái trọng trách lớn hơn. Mặc dù trên thực tế, đôi khi những người tuổi Dậu cũng có những cái thành tích nhất định. Đấy. Nên là gì? Đây là hai tuổi mà kết hợp làm ăn với nhau thì quý vị cũng nên cân nhắc đó để có được cái sự giàu sang phú quý viên mãn cho mình. Tiếp đến là những người tuổi Dậu kết hợp với những người tuổi Tỵ thì Tỵ và Dậu hợp tác với nhau ấy, nói chung ấy cũng gì rất là thuận lợi, được cục diện là Tỵ Dậu Sửu tam hợp nên là đôi khi có xảy ra xung khắc một chút nhưng mà cũng sẽ nhanh chóng thoát khỏi được cái cục diện khó khăn, lại được quý nhân tương trợ giúp đỡ song hành nên là những người tuổi Dậu kết hợp với những người tuổi Tỵ cũng sẽ đạt được những cái thành công mong muốn nhất định. Tiếp theo chúng ta cùng xét những người tuổi Dậu và những người tuổi Ngọ. Chúng ta biết Dậu và Ngọ là cục diện tương phá, vậy nên là không thể hợp tác làm ăn vì những người tuổi Dậu phải tự mình nắm trọng trách, bởi những người tuổi Ngọ sẽ không chấp nhận nếu như mà những người tuổi Dậu lười biếng. Tiếp theo là với những người tuổi Mùi thì Dậu và Mùi nói chung ấy kết hợp với nhau thì những người tuổi Dậu cũng không thể hiểu được cái bản tính của những người tuổi Mùi, không nhận ra được cái ưu điểm mà chỉ thấy cảm thấy phiền muộn vì cái năng lực kém. Những người tuổi Dậu nên là gì? Dậu và Mùi cũng không được tốt cho lắm. Tiếp theo là những người tuổi Dậu kết hợp với những người tuổi Thân. Thì chúng ta biết Thân và Dậu cục diện là gì? Thân Dậu Tuất là tam hội. Vậy nên là gì? Hai tuổi này kết hợp với nhau thì cũng rất là tốt. Những người tuổi Dậu thì là những người mà gì? Là hay làm đòm, thể hiện cái tôi của mình cao. Những người tuổi Thân là những người thông minh quyết đoán. Vậy nên khi mà hai tuổi này kết hợp với nhau ấy, thì sẽ gì? Tuy đôi khi gặp nhiều cái rắc rối nhưng mà nó cũng là một cái cặp bài trùng để gì tiến đến cái thành công rực rỡ hơn. Tiếp đến là những người tuổi Dậu tự mình kết hợp với nhau, đúng không ạ? Dậu kết hợp với Dậu thì nói chung là không nên hợp tác vì là Dậu gì nó rơi vào cục diện tự hình. Nếu mà hợp tác với những người tuổi Dậu thì chắc chắn sẽ cầm thất bại trong tay. Tiếp theo là những người tuổi Dậu kết hợp với những người tuổi Tuất thì Dậu và Tuất là cục diện là gì lục hại, vậy nên là cũng không nên hợp tác vì sẽ xảy ra những chuyện đấu đá cạnh tranh. Mặc dù ban đầu đôi khi cũng có những cái lợi thế nhất định nhưng mà cũng sẽ rất dễ xảy ra chuyện là tan đàn xẻ nghé khi mà có những cái thành tích nào đó. Hợp tác với nhau thì quý vị cũng nên thì cẩn trọng và cảnh giác nhé. Tiếp đến là những người tuổi Dậu mà kết hợp với những người tuổi Hợi. Thưa quý vị, nói chung là Dậu và Hợi thì nói chung là không nên tác hợp. Tuy cũng có thể thu xếp được những cái lợi ích nhất định. Đấy. Nhưng mà gì? Về cục tổng quan ấy, thì cũng không nên, do là gì? Nó sẽ gặp nhiều cái khó khăn, nhiều cái trắc trở trong cuộc sống. Quý vị thân mến, như vậy là gì? Những người tuổi Dậu thì nói chung ấy, trong 7 ngày tới đây cũng là một trong những con giáp may mắn. Nếu như mà quý vị mà biết nắm bắt lấy cơ hội và chọn được cái đối tác, chọn được những người hợp tác kinh doanh làm ăn với mình ấy, thì quý vị rất dễ sẽ có được những cái thành tích lớn và sẽ mang lại cho chúng ta những cái kết quả công việc tốt. Từ đó sẽ giúp cho những người tuổi Dậu có một cái thời điểm cuối năm cực kỳ hanh thông thuận lợi. Nói chung ấy, từ đầu năm đến giờ thì những người tuổi Dậu đã gặp phải không ít những khó khăn, những cái vất vả. Nhưng mà đến thời điểm này là cái thời điểm mà sẽ giúp cho những người tuổi Dậu bứt phá tiến đến thành công. Đặc biệt là gì? Trong cái tuần này nó lại dính vào cái ngày mùng 1 Tết. Nó cũng là ngày gì? Ngày Giáp Thìn. Thìn Dậu nhị hợp nên là đây cũng là một cái thời điểm may mắn nhất với những người tuổi Dậu. Nó đặc biệt may mắn về cái cục diện là trong cái cuối tuần, đúng không ạ? Đó là con giáp may mắn thứ 3. Và tiếp theo con giáp may mắn thứ 4 thì xin được chúc mừng những người tuổi Mão là con giáp may mắn thứ 4. Trong 7 ngày tới, từ ngày 26 tháng 12 đến ngày mùng 2 tháng 1 âm lịch. Thưa quý vị, tuổi Mão là con giáp cuối cùng may mắn trong 7 ngày tới đây. Nói chung ấy, các chuyên gia tử vi học có dự báo trong 7 ngày tới thì những người tuổi Mão khá là may mắn trong chuyện kiếm tiền, mặc dù là con giáp xui xẻo trong cái năm 2023 năm Quý Mão. Khi mà gì dễ mất cả tinh thần lẫn tiền bạc, song con giáp này lại được thần tài che chở nên làm gì cũng được dễ dàng hơn, đặc biệt là trong 7 ngày tới, từ ngày 26 tháng 12 đến ngày mùng 2 tháng 1 âm lịch. Tiền bạc thu về cũng sẽ gì nhiều hơn không kể xiết, nhất là càng về cái thời điểm cuối tuần thì lại tiền bạc lại cứ càng ùn kéo về nhà. Song cũng có phần giống như những người tuổi Dần thì những người tuổi Mão trong thời gian này đôi khi cũng không được lộc làm ăn nhiều vào cái thời điểm đầu tuần. Cái vận trình chỉ thực sự khởi sắc
khi mà vào cái thời điểm từ giữa tuần trở đi, tức là từ ngày khoảng từ ngày 29-30 đến ngày mùng 2, thì công việc sẽ trở nên thuận lợi hanh thông. Nói chung quý vị hãy để tập trung và sẵn sàng cái lực lượng để rà soát hết mọi vấn đề có thể xảy ra để làm giảm bớt những cái thiệt hại không đáng có vào trong những ngày đầu tuần. Bên cạnh đó thì những người tuổi Mão cũng gì có chuẩn bị thì sẽ dễ dàng đạt được cái thành công hơn. Cái điều này hoàn toàn đúng trong nhiều trường hợp, nhất là những người tuổi Mão ấy, vào trong 7 ngày tới đây ấy, thì cái thời điểm giữa tuần trở đi thì là cái lúc mà thu nhập từ công việc chính, công việc phụ đều tăng vọt. Đòi hỏi những người tuổi Mão cần phải gì chuẩn bị từ trước đó để gì dồn tâm sức vào công việc. Hơn nữa, nếu mà quý vị không tập trung thì chính cái sự sao nhãng hay là ôm đồm quá nhiều việc cùng một lúc ấy mà sẽ khiến cho những người tuổi Mão gặp những cái trở ngại khó khăn. Khi mà công việc đang rảnh rang đấy, thì những người tuổi Mão có thể là gì tìm cách để tăng thêm cái thu nhập cho mình. Có nhiều vấn đề khi mà chưa làm ấy, thì thấy khó, nhưng khi các bạn bắt tay vào làm thì các bạn sẽ thấy gì không còn những khó khăn nào nữa, thậm chí còn khám phá thêm được nhiều cái điểm mạnh của mình đấy mà mình trước đây không hề nhận ra. Thưa quý vị, vậy thì trong những người tuổi Mão nào là con giáp may mắn nhất, tuổi Mão nào là cần phải chú ý cho công việc? Thì trước khi tìm hiểu về những người tuổi Mão thì chúng ta cũng phải nên nhớ, để gia tăng thêm cái may mắn, gia tăng thêm tài lộc cho mình ấy, thì những gia chủ tuổi Mão hãy luôn nhớ mang theo bên mình một cái vòng tam hợp quý nhân Hợi Mão Mùi để trợ vận hộ thân. Hợi Mão Mùi là tam hợp mộc cục, khi mang theo cái vòng tam hợp quý nhân bên mình sẽ được quý nhân tương trợ giúp đỡ, giúp hòa hợp các mối quan hệ trong cuộc sống, hóa giải những xung khắc, những thị phi, những hạn tiểu nhân ám hại. Từ đó sẽ giúp cho công việc của những người tuổi Mão được hanh thông thuận lợi, tiền bạc tài lộc cũng sẽ ùn ùn kéo vào nhà, đặc biệt là trong dịp Tết Nguyên Đán. Vòng đã được các thầy khai quang, chỉ chú và xem ngày sử dụng theo tuổi của gia chủ. Quý vị cứ liên hệ trực tiếp với số điện thoại 0989 34 9119 để thỉnh cái vòng tam hợp quý nhân mang lại cái may mắn tài lộc trọn đời cho những người tuổi Mão. Thưa quý vị, đầu tiên chúng ta cùng xét về những người tuổi Đinh Mão sinh năm 1987. Thì những người tuổi Đinh Mão ấy, muốn làm việc gì để đưa đến thành công thì cũng cần phải gì chuyên tâm vào cái kỹ thuật thật kỹ lưỡng, vào cái kỹ năng cũng như là cái kinh nghiệm của mình. Quý vị đừng để cái thời vận nó bị gì bị bỏ lỡ. Đấy. Thêm nữa, trong thời gian này thì những người tuổi Mão cũng Đinh Mão cũng sẽ đón khá nhiều cái tin vui trong chuyện cá nhân, tình cảm cá nhân. Thứ hai là những người tuổi Ất Mão sinh năm 1975. Trong thời gian này những người tuổi Ất Mão sinh năm 1975 ấy, quý vị phải lưu ý đến cái chuyện của mình, đừng có xen chân vào chuyện của người khác, kẻo dễ bị liên lụy dính phải những chuyện thị phi tai ách. Nó mang lại những cái điều không tốt lành. Làm ăn, tài lộc thì nói chung với những người tuổi Ất Mão sinh năm 1975 ấy, cũng sẽ được mọi sự như ý. Có nhiều cái tin tốt bất ngờ nó mang đến với những người tuổi Ất Mão. Tiếp theo là tuổi Quý Mão sinh năm 1963. Thì những cái trở ngại, những cái khó khăn của năm 2023 cũng sẽ bị đẩy lùi lại sau lưng. Nó gặp nhiều cái thuận lợi và hanh thông nó kéo đến. Nên là gì những người tuổi Quý Mão sinh năm 1963 ấy, sẽ có nhiều cái tiến triển thuận lợi hơn trong công việc cũng như là trong cuộc sống. Tiếp theo là những người tuổi Tân Mão sinh năm 1951. Thì những gia chủ tuổi Tân Mão sinh năm 1951 trong thời gian này thì cũng đừng nôn nóng quá độ trong những cái tính toán làm ăn hiện tại. Tuy đã có tuổi nhưng mà quý vị cũng sẽ gì có được những cái tư duy nhạy bén và có được những cái cơ hội nắm bắt tuyệt vời trong thời gian này. Tuy là có những cái tin tốt nhưng mà quý vị cũng cần phải xem xét kỹ lưỡng, kẻo lại vấp phải những cái tai nạn đó. Nói chung ấy, trong thời gian này thì quý vị cũng cần phải lưu tâm nhé. Những người tuổi Tân Mão cũng cần phải lưu tâm đến cái sức khỏe của mình là chính. Các bác nói chung là cũng đã lớn tuổi và cũng cần phải là gì giữ cho mình một cái tâm thế thật tốt để gì hòa thuận bên con cháu và có được một cuộc sống hạnh phúc viên mãn hơn. Thưa quý vị, đó là về tử vi của những người tuổi Mão. Quý vị thân mến, những người tuổi Mão, cái bản tính của họ rất là hoạt bát, lạc quan, giỏi giao tiếp, nhưng thương trường thì luôn có sóng to gió lớn. Bởi vậy, là người có ý chí kiên định, bản lĩnh vững vàng thì mới có thể là tồn tại được. Những người tuổi Mão nếu mà muốn kinh doanh, hợp tác, làm ăn mà được như ý ấy, thì cũng cần phải kết hợp với những người khác, không để tự mình gây dựng nên cơ nghiệp bạc tỷ được. Vậy thì những người tuổi Mão có thể hợp tác, kinh doanh, làm ăn với những người tuổi nào? Ngay sau đây Tử Thông sẽ chia sẻ cùng quý vị và các bạn.
Thì đầu tiên tuổi Mão kết hợp với tuổi Tý thì quý vị biết Tý Mão là tương hình nên là cái cục diện hợp tác nó sẽ trở nên khó khăn hơn. Những người tuổi Mão khi mà kết hợp với những người tuổi Sửu ấy, thì nói chung ấy, sớm hay muộn cũng sẽ thất bại. Vì là gì? Khó có thể là gặp được những cái người như ý. Với những người tuổi Sửu thì nói chung là hợp tác làm ăn thì không được ăn ý. Đôi bên chỉ lợi dụng nhau, không có cái sự tín nhiệm. Cái mối quan hệ nó không thể phát triển lên được. Đó. Tiếp theo là những người tuổi Mão mà kết hợp với những người tuổi Dần. Mão với Dần thì cũng có thể hợp tác, đôi bên cùng dựa vào nhau để phát triển. Những người tuổi Mão có thể giúp cho những người tuổi Dần hoàn thành rất nhiều cái chuyện đại sự. Nhưng mà những người tuổi Dần và những người tuổi Mão thì những người tuổi Dần sẽ dần dần lấn át những người tuổi Mão. Vậy nên là gì? Trong cái cuộc hợp tác này thì cũng có cái sự tính toán nhất định. Vì thế mà những người tuổi Mão cũng nên chú ý. Tiếp theo là những người tuổi Mão mà tự hợp tác với mình, đúng không ạ? Tuổi Mão kết hợp với tuổi Mão thì nói chung ấy nó cũng tương đối là tốt, nhất là trong lĩnh vực kinh doanh buôn bán ấy, hoặc là gì cái chuyện đầu tư ấy, thì cũng sẽ gì được thịnh vượng. Những người tuổi Mão mà kết hợp với những người tuổi Thìn ấy, thì nói chung trong thời gian này thì nó khó lòng có thể hợp tác được, vì là Mão và Thìn là cục diện là gì lục hại. Nói chung ấy, những người tuổi Thìn sẽ là người đưa ra cái quyết định cũng như là đảm nhận cái vai trò ý tưởng, còn những người tuổi Mão thì sẽ bị lép vế và trong cái cuộc hợp tác này nó cũng không được lâu dài. Vì thế mà khi mà làm ăn với nhau ấy, quý vị cũng cần phải hết sức lưu tâm. Tiếp đến là khi mà những người tuổi Mão mà kết hợp với những người tuổi Tỵ thì nói chung ấy, hai tuổi này có thể hợp tác với nhau. Tuy nhiên để nhận được cái sự thành công ấy, thì cũng phải nếm qua nhiều cái trái đắng. Nói chung ấy, khi mà những người tuổi Mão mà kết hợp với những người tuổi Ngọ thì quý vị biết không? Đấy, Mão và Ngọ là cục diện là tương phá. Vậy nên là gì? Không thể hợp tác với nhau. Những người tuổi Ngọ là những người có năng lực, tuy rằng có thể làm tốt nhưng mà lại hay bị những người tuổi Mão nó phá. Vậy nên là gì? Chắc chắn sẽ có những cái tổn thất, có những cái tổn thương và dễ xảy ra những cái mâu thuẫn trong cái cuộc hợp tác này. Tiếp đến là Mão kết hợp với Mùi. Mão kết hợp với Mùi thì nói chung ấy là được khá là thuận lợi, do là được cục diện là Hợi Mão Mùi tam hợp mộc cục nó tương trợ giúp đỡ. Vậy nên những người tuổi Mão có khả năng khiến cho những người tuổi Mùi tập trung vào cái công việc, mà những người tuổi Mão lại là những người có trí tuệ, có những cái nhìn đúng đắn, đưa ra được những lựa chọn tốt chất. Bởi vậy cái sự nghiệp giữa hai người khi mà tuổi Mão kết hợp với tuổi Mùi sẽ phất lên như diều gặp gió. Tiếp đến là tuổi Mão kết hợp với tuổi Thân thì tuổi Mão với tuổi Thân hợp tác với nhau ấy, thì không mang lại cái điều gì tốt lành cho hai người. Mão thì bị tuyệt ở Thân đó. Vậy nên là cả hai sẽ gì chỉ làm vướng chân nhau mà thôi. Ngay từ đầu hợp tác đã gặp khó khăn thì cái kết cục cũng sẽ gì dễ dẫn đến tình trạng là tan rã và không thể tránh khỏi. Tuổi Mão kết hợp với tuổi Dậu thì quý vị biết đấy, Mão Dậu là tương xung rồi, vậy nên là gì khó có thể thành công được. Những người tuổi Mão ấy là những người hơi cứng nhắc, mỗi cái hành vi hành động thì đều gì chuẩn quy tắc mà thực hiện. Với những người tuổi Dậu tức là gì, khi hợp tác thì những người tuổi Mão sẽ có nhiều cái cơ hội để phát huy cái trí thông minh. Tiếp theo là những người tuổi Mão mà kết hợp với tuổi Dậu thì nói chung là hai tuổi này thì không thể hợp tác với nhau đó. Vì vậy mà gì quý vị, do cục diện là gì Mão Dậu tương xung nên quý vị cũng cần phải hết sức chú ý đó. Tiếp theo là tuổi Mão mà kết hợp với tuổi Tuất thì những người tuổi Mão là những người nguyên tắc đúng không? Còn những người tuổi Tuất lại gì làm ăn ấy, thì cũng sẽ rất hợp với những người tuổi Mão, do cục diện là Mão Tuất là nhị hợp. Những người tuổi Mão sẽ có cái cơ hội để phát huy cái trí thông minh đấy. Những người tuổi Tuất thì lại gì rất trung thành và tận tâm. Bởi vậy nếu hợp tác với những người tuổi Mão sẽ gặt hái được nhiều thành công hơn trong cuộc sống. Và khi tuổi Mão và tuổi Tuất kết hợp với nhau thì sẽ giúp cho hai người có được cái cục diện thành công, tài lộc như ý và có những cái bước đột phá lớn trong tương lai. Tiếp theo là những người tuổi Mão mà kết hợp với những người tuổi Hợi thì Mão và Hợi được cục diện là Hợi Mão Mùi là tam hợp. Những người tuổi Hợi thì có cái tài đấy, có tài vận tương đối là tốt, mà những người tuổi Mão lại khá là khôn khéo. Nếu mà sát cánh bên nhau ấy, thì thành công sẽ nối tiếp thành công và sẽ có được một cuộc sống viên mãn giàu sang. Thưa quý vị, nói chung ấy, khi mà tuổi Mão mà kết hợp với tuổi Hợi thì cũng là một cái cặp đôi tương đối là may mắn đấy, về cả công việc, cuộc sống lẫn tình duyên. Vì thế mà quý vị hãy tận dụng cái cơ hội này tìm kiếm cho mình những cái đối tác, khách hàng, những cái người mà hợp tác có thể cùng mình đi đến cái con đường thành công xa hơn nữa. Thưa quý vị, như vậy là Tử Thông đã vừa chia sẻ cùng quý vị và các bạn về những con giáp may mắn nhất
Đấy, trong 7 ngày tới, từ ngày 26 tháng 12 đến ngày 2 tháng 1 âm lịch năm 2023, năm Quý Mão. Và trong 7 ngày tới, chúng ta sẽ có 4 con giáp tài và lộc như ý, vận khí thì hanh thông, tiền bạc cứ ùn ùn kéo đến. Đấy, đó là những con giáp sau. 1 là tuổi Dần, 2 tuổi Ngọ, 3 tuổi Dậu, 4 tuổi Mão. Đây là 4 con giáp may mắn giàu có nhất trong tuần tới. Những con giáp này sẽ có nhiều cái cơ hội được thăng quan tiến chức đấy, một số người còn có cơ hội trúng số đời đời. Rất cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Quý vị đừng quên đăng ký kênh và nhấn vào chuông thông báo để ủng hộ cho chương trình. Còn bây giờ xin chào và hẹn gặp lại quý vị trong những video tiếp theo. Xin cảm ơn.